Em nghe trên cao khi nắng về xua tan đi chút buồn, là em hân ghen chờ mong tình yêu. Vui là con gái ha, vui là con gái ha, yeah. Nắng cho em ngày yêu, vui là con gái ha, vui là con gái ha ha. Nắng cho em màu yêu. Oh, oh, la la, đường cộng em đấy mà. Oh, oh.
em hỏi chị có công ty tìm ai ạ? Tìm giám đốc. Dạ, cho em hỏi là chị có hẹn trước hay là chị có biết phòng giám đốc ở đâu không ạ? Dạ, vậy để em tìm chị vào phòng giám đốc cho dễ nha. Bây giờ chị đi hướng hành lang, chị phải bên trái và thang máy, chị lên tầng 2 rồi đi hết hành lang bên phải. Rồi chị vô thang máy ở tầng 2, chị bấm số 1. Dạ, vậy để em nói lại chị hiểu nha. Thế là chị đi hết hành lang, quẹo trái, và cái phòng chị của phòng giám đốc và chị vào đó tìm. Chị, chị mà. Lúc mà nói thì tìm ra một bạn đi 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 Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. Em chào sếp. Xin chào sếp. Trời ơi, mình bị xạo. Đứa này chắc uống trợ lý giám đốc đúng không? Dạ. Ai giám đốc cấp cao hả? Dạ, cũng Hồng rồi ạ. Hồng rồi, sót ở đâu được? Dạ, em đi giao hàng.
gì vậy ta? Nhân viên giao hàng chị. À, ở đây phải kho hàng của xếp hải không chị? Nhân viên giao hàng thiệt đó hả? Dạ, đây nhân viên giao hàng. Đây phải kho xếp hải. Thấy cái gì đó hả? Sờ đó kìa. Dạ. Cho hàng mà coi đi, có gì tao bảo không đúng sao? Dạ vậy để em chở hàng vào chị. Hôm nay giải phục cái gì không? Dạ không được thì chị ơi. Em vừa làm mới vừa. Đâu đây? Mở mở cửa giùm em chị. Đâu có hỏi chị nóng anh gì hôm nay đó. Em chào sếp ạ. Hôm nay xin hẹn chưa? Dạ trời. Đó. Dạ. 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 Alo, cô Hằng hả? Dạ, tôi đây ạ. Bên công ty cô làm kiểu gì vậy? Sao tàu sắp vụ thế này? Trời ơi, hợp đồng nó vụ thế nào vậy? Thì trong điều khoản hợp đồng không quy định như thế nào về chúng tôi và anh hả? Thỏa thuận như thế nào? Hợp đồng là gồm nhiều loại. Anh và tôi đã đồng ý rồi cơ mà. Với lại trong hợp đồng không hề quy định về cái chất lượng, cái mức độ nghỉ đẹp, nghỉ nhạc của cái hàng hóa như thế nào. Cô đừng nói lật lọng nha. Tôi yêu cầu bên công ty C phải hồi trả lại cho chúng tôi và bồi thường thiệt hại là 110.000 USD. Ủa ông nói gì kỳ vậy ông? Ủa ông bị dở hơi hả? Tôi với ông thỏa thuận hợp đồng đã đồng ý như vậy rồi. Công ty tôi giao hàng vậy là đúng, không hề vi phạm hợp đồng. Ấy chà chà. Vậy nhá, còn nói như vậy thì chúng ta ra hầu tòa nhá. À, tay to. À, ông đi mà kiện á, đi kiện cho thắt ha.